Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình Vì Trẻ Em. Chương trình hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2016, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Phóng sự, đẩy mạnh các mô hình dạy bơi cho trẻ em. Chuyên mục kết nối là những trao đổi xung quanh ý kiến có nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1. Nâng bước tương lai là hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trân, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2016, vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước đã triển khai nhiều mô hình dạy bơi cho trẻ em, giúp các em có thể được trang bị những kỹ năng cần thiết phòng chống đuối nước một cách hiệu quả. Vào hè, cứ 5 giờ chiều, khúc sông này lại rộn ràng tiếng nói cười. Trẻ em trong các thôn của xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa lại tập trung về đây để học bơi dưới sự hướng dẫn của ông Đỗ Xuân Tấn. Mở và duy trì lớp học bơi này đã được gần 5 năm. Ông Tấn đã dạy miễn phí cho hàng trăm trẻ em biết bơi và thành thạo các kỹ năng phòng chống đuối nước. Về mùa hè là trẻ con nó hay đi tắm ở ngoài sông, ngoài suối, ao hồ. Cái nạn đuối nước là rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy là rất thương tâm, đau lòng. Cho nên là tôi cũng dành một chút thời gian, cộng với một chút kinh nghiệm của mình nữa. Thì tôi cũng không phải là mở lớp, nhưng mà tập trung các cháu lại để dạy cho các cháu biết bơi. Trung bình mỗi chiều, lớp học bơi của ông Tấn đón 15 trẻ tham gia. Những dịp cao điểm, con số trẻ đến học có khi lên tới 30-40 em. Nhiều em ở các huyện lân cận cũng theo học. Em Nguyễn Uyên Nhi, 6 tuổi, ở huyện Như Xuân, đã theo học ông Tấn được 5 buổi. Những ngày đầu, em rất sợ nước, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, được ông Tấn tận tình hướng dẫn, em đã thuần thục các kỹ năng bơi lội. Khi đầu con vào lớp học thì con hay sợ nước. Được 3-4 hôm, ông Tấn chỉ dạy con là không sợ nước nữa. Ông Tấn dạy con động tác để bơi chống đuối nước ạ. Nhờ có lớp học bơi của ông Tấn mà nhiều bậc cha mẹ cũng có thêm ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho con mình. Suốt 5 năm qua, xã Yên Thọ không xảy ra một trường hợp đuối nước thương tâm nào. 100% trẻ em trong xã từ 6 tuổi trở lên đều biết bơi. Từ cái việc dạy bơi của ông Tấn này thì đã hạn chế thấp nhất cho cái trẻ bị đuối nước, đặc biệt là trẻ em trong cái dịp hè được đến để học bơi. Được học bơi, có chỗ bơi an toàn là mong muốn của nhiều trẻ em và các bậc phụ huynh. Tại các thành phố lớn, chi phí cho một khóa học bơi thấp nhất cũng khoảng 1,5 đến 2,5 triệu đồng, cộng với vé vào cửa là số tiền không nhỏ đối với nhiều gia đình còn khó khăn. Em Nguyễn Đức Nghĩa, 10 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội. Dù sống ở thành phố, nhưng chưa bao giờ Nghĩa được tham gia một khóa học bơi. Nhà nghèo, bố ốm đau, mình mẹ với gánh hàng rong. Việc học bơi với Nghĩa là một điều xa xỉ. Để giúp Nghĩa, cũng như các học sinh có điều kiện học bơi, trường tiểu học Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tận dụng ngay phòng thể dục, lắp đặt mô hình bể bơi thông minh và tiến hành thuê giáo viên về dạy bơi cho các em. Là gần đây trên các tỉnh thành trong cả nước đã xảy ra rất nhiều cái vụ đuối nước rất là thương tâm, mà nguyên nhân chính là do các trẻ em không biết bơi. Vì chính vì vậy nên là chúng tôi đã tổ chức dạy bơi cho học sinh ngay tại nhà trường. Cùng với một diện tích, nhưng việc lắp đặt bể bơi thông minh chỉ khoảng 200 triệu đồng, bằng 1/10 so với chi phí xây dựng một bể bơi cố định. Nhờ vậy, các khóa học bơi cho học sinh ở đây chỉ có giá vài trăm ngàn đồng. Những em có hoàn cảnh khó khăn được trường miễn phí hoàn toàn. Nhà con gặp hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường miễn cho, không cần phải đóng ạ. Ngay khóa đầu tiên cháu đã biết bơi và cháu rất là thích bơi. Học bơi miễn phí hoặc chỉ bằng 1/3 chi phí so với các khóa học bơi bên ngoài lại thuận tiện về giờ giấc. Trong hoàn cảnh 90% các trường tiểu học ở Hà Nội không có hoặc không đủ điều kiện xây dựng bể bơi, thì việc lựa chọn bể bơi thông minh được coi là giải pháp hợp lý. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thống kê toàn bộ số liệu số học sinh trên địa bàn. Sau khi thống kê xong thì chúng tôi phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao quận tổ chức
bơi cho các cháu phải đảm bảo biết bơi thành thạo là tối thiểu là 25m, là mô hình đạt hiệu quả rất cao và được nhiều cán bộ giáo viên cũng như là cha mẹ học sinh và học sinh rất là nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Dạy bơi là phương pháp hữu hiệu để phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tùy theo điều kiện ở từng địa phương mà triển khai các mô hình dạy bơi phù hợp. Với những mô hình dạy bơi có hiệu quả trên, rất cần được nhân rộng và có sự hỗ trợ từ chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, đảm bảo một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, thế nhưng rất nhiều bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 đã bắt đầu cho con đi luyện chữ, học toán với mong muốn sẽ chuẩn bị cho con được đầy đủ hành trang trước khi bước vào năm học mới. Thế nhưng trên thực tế thì việc cho con học trước khi vào lớp 1 có nên hay không? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, Phó trưởng khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để cùng trao đổi. Vâng, xin được cảm ơn chị đã tham gia cùng chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây thì xin mời chị cùng quý vị khán giả sẽ lắng nghe câu hỏi cùng vị phụ huynh. Tôi có hai con nhỏ, cháu lớn năm nay sẽ bước vào lớp 1. Tôi thì rất băn khoăn là không biết có nên cho cháu đi học ở trước hay không. Chồng tôi thì lại không muốn cho cháu đi học trước vì không muốn cháu bị áp lực học hành. Nhưng mà tôi thì lại thấy các bạn của cháu đều được bố mẹ cho đến lớp để học toán, rồi học văn. Vì vậy mà tôi rất là sợ khi vào lớp 1 nếu mà cháu không được học thì sẽ không theo kịp các bạn cùng lớp. Vâng, đây có lẽ là tâm lý chung của rất nhiều bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1. Vậy thưa chị, việc cho trẻ học chữ trước liệu có cần thiết hay không ạ? Vào lớp 1 thì đường nào các thầy các cô cũng dạy các con viết chữ, làm toán, tất cả mọi thứ. Thế thì bố mẹ dậy sớm trước làm gì? Và chúng ta lại còn phải tính thêm một chuyện là như này. Khi mà cho con học sớm thì cái cách dạy trước đó với cách dạy ở trong trường chưa chắc đã giống nhau. Thế thì chúng ta nghĩ rằng là con học sớm thì sẽ tốt cho con trong cái chuyện là con vào lớp sẽ tiếp thu nhanh, sẽ học nhanh. Nhưng bởi vì cái phương pháp nó khác nhau cho nên chưa chắc con đã tiếp thu được nhanh, chưa chắc con đã học được tốt, mà thậm chí là còn làm sai nữa cơ. Cái điểm mạnh mà khi bố mẹ cho con đến trường, tức là cho con học sớm hơn ấy, là trẻ biết nhiều thứ hơn, tức là đi trước cái thời gian thôi. Chứ còn trên thực tế khi mà trẻ biết trước tất cả những cái thứ đấy, thì khi vào lớp cô dạy, trẻ sẽ nghĩ rằng là mình biết rồi, mình biết hết rồi. Mình không cần phải học nữa. Và đương nhiên là khi con biết rồi thì con sẽ không tập trung vào cái chuyện học nữa và không tập trung vào chuyện cô dạy nữa. Và đấy là một cái thiệt hại cho trẻ. Và có thể điều đấy sẽ khiến cho trẻ lơ là, có thể khiến cho trẻ không tập trung và cái năng lực học tập của trẻ cũng không đảm bảo. Vâng ạ, trên thực tế thì có rất nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng là cần phải cho con đi học trước bởi vì nếu như không đi học thì sau khi vào lớp 1, học lực của con sẽ bị thua kém so với các bạn. Vậy thì chị nghĩ như thế nào về điều này ạ? Học lực của con là do tự bản thân con có và được bồi bổ thêm bằng cách dạy. Thế thì nếu mà chúng ta cho con học sớm thì chẳng qua là con biết trước. Chứ điều đấy nó không minh chứng rằng là con học sớm thì năng lực của con tốt hơn. Và như thế thì bố mẹ sẽ lại phải làm thành một chuỗi liên tục là gì? Suốt cả cái quá trình con học đều phải đi học sớm trước tất cả mọi thứ thì con mới đáp ứng được cái tiêu chuẩn ở trong lớp. Thế thì khổ đứa trẻ, khổ cả bố mẹ nữa. Và như thế thì bố mẹ sẽ không hiểu được là năng lực của con thực sự đến đâu. Thực ra là chúng ta đẩy sớm hơn thôi chứ chúng ta không làm phong phú thêm các năng lực của con. Vâng, vậy thì không dạy trước chương trình cho con, vẫn muốn con có thể hòa nhập được với môi trường mới thì các bậc phụ huynh sẽ phải làm gì thưa chị? Và thay vì cái việc là cho trẻ học sớm hơn, học toán rồi viết chữ thì chúng ta nên cho con học những cái kỹ năng. Bố mẹ dạy cho con những kỹ năng hoặc là bố mẹ thấy rằng con có năng lực, ví dụ như là về vẽ hay là về âm nhạc hay là về cái gì đó. Thực sự con có năng lực thì chúng ta sẽ tạo điều kiện cho con phát triển cái năng lực đó hơn là cái việc là bắt một đứa trẻ nó đi ngồi viết hay nó ngồi làm toán, làm tính mà nó chưa hiểu là cần thiết đến đâu. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị đã dành thời gian trao đổi với chương trình.
Thưa quý vị, không được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha, mẹ lại đau ốm liên miên. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng không làm cho em Nguyễn Thị Ngọc Trân ở thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nản chí học hành. Suốt 8 năm qua, em đã luôn không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập và đạt được những thành tích xuất sắc, trở thành một trong năm học sinh tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh. Đi học về là Trân không kịp thay quần áo, vội vàng phụ giúp mẹ các công việc nhà. Từ ngày cha mất, gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai mẹ. Không công ăn việc làm, không ruộng nương, vay mượn mãi, mẹ mới đủ tiền mở quán hủ tiếu nhỏ, mong lấy kế sinh nhai cho gia đình. Thế nhưng, việc buôn bán không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mẹ bán ngày lời có mấy chục ngàn, không có đủ trang trải trong gia đình. Bữa ăn khi no khi đói, có khi cả tuần ăn hủ tiếu thay cơm. Nghèo khó, vất vả, nhưng Trân lại có ý chí nghị lực phi thường. 8 năm liền là học sinh giỏi. Em từng đạt giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất của thi giải toán qua mạng cấp huyện. Với những thành tích xuất sắc, Trân vinh dự là một trong 5 đại diện trẻ em của tỉnh Trà Vinh được Chủ tịch nước tặng bằng khen. Nếu có tiền để học lên cao thì con thích học làm bác sĩ, vì bác sĩ giúp được cho nhiều người. Ý chí, nghị lực và tấm lòng hiếu thảo của Trân rất cần sự động viên chia sẻ của cộng đồng. Sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm sẽ là nguồn cổ vũ lớn lao trên bước đường tương lai của em. Để giúp đỡ gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trân, xin quý vị gửi về địa chỉ chị Nguyễn Ngọc Ánh Loan, xóm 30 tháng 4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại 01688 316 889 hoặc ban biên tập chương trình truyền hình vì trẻ em 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 080 48197. Chương trình của chúng tôi tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ 5 tuần sau.